Tiếng còi kết thúc 120 phút trận tứ kết Euro 2012 giữa Anh và Italia được trọng tài Pedro Proenca vang lên. Tỷ số vẫn là không đều. Điều đó buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Sau hai lượt sút đầu tiên, tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về người Anh khi Ricardo Montolivo đã sút bóng ra ngoài trong lượt thứ hai. Điều đó khiến người sút quả thứ ba cho Italia phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Rất may khi huấn luyện viên Prandelli thính hơn chó đã lựa chọn một ngôi sao đặc biệt cho lượt sút này, Andrea Pirlo. Tiền vệ số 21 chậm rãi bước lên, từ tốn đặt trái bóng, mặt rất bình thản, mặc cho Joe Hart đang liên tục có những chiêu trò gây áp lực. Một cú Panenka nhẹ nhàng như đưa nàng đi ẻ của Pirlo đã biến thủ môn số 1 của đội tuyển Anh thành gã hề. Cú đá ấy nhìn qua có vẻ chỉ giúp cho Italia tạm thời cân bằng tỷ số luân lưu, thế nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn rất nhiều. Người Ý đã thật sự tìm lại niềm tin sau cú sút hỏng ăn trước đó của Montolivo, trong khi tuyển Anh đã thật sự bị sốc, để rồi những Ashley Young và Ashley Cole đã thực hiện không thành công trong những cú sút còn lại và phải nhường tấm vé vào chơi trận bán kết cho Italia. Cho đến tận ngày hôm nay, người hâm mộ bóng đá vẫn không thể quên được cú Panenka kinh điển năm đó. Có lẽ tất cả và ngay cả Joe Hart cũng không thể ngờ rằng vào cái thời điểm ngàn cân treo sợi lông nách ấy lại có người dám thực hiện một cú sút mang lại quá nhiều rủi ro như vậy. Chứng kiến cách Pirlo đưa người Anh về quê nuôi cá và trồng cần sa, cảm tưởng như anh không phải chịu bất cứ một áp lực nào vậy. Có lẽ đó là minh chứng giá trị nhất, thực tế và ý nghĩa nhất cho một tài năng, một huyền thoại, chứ không hẳn phải là những danh hiệu quả bóng vàng hay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều mà Andrea Pirlo chưa từng chạm tới trong đời. Andrea Pirlo sinh ngày 19 tháng 5 năm 1979 tại Flero, thuộc tỉnh Brescia, Italia. Không như nhiều ngôi sao bóng đá khác có xuất thân nghèo khó, chỉ có trên răng dưới bình xăng, Pirlo là một người sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Bố của anh, ông Luigi Piccolo, là ông trùm về sắt thép với quy mô kinh doanh lớn, cung cấp nguyên liệu xây dựng và có mặt trên 50 quốc gia. Và tất nhiên, với việc chưa bao giờ phải lo nghĩ về việc cuối tháng nên ăn hảo hảo hay là cung đình, gia đình của Pirlo đã tạo mọi điều kiện để anh tự do lựa chọn con đường nghề nghiệp của bản thân. Thuở nhỏ, Pirlo thường chơi bóng với người anh trai Ivan tại khu nghỉ mát ven biển Via Reggio. Anh dành suốt cả thời thơ ấu của mình để sống tại tỉnh Brescia, và đây cũng chính là nơi tài năng thiên phú về bóng đá của anh được bộc lộ và phát triển. 13 tuổi, Andrea Pirlo gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng quê hương Brescia và chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Sau 3 năm chơi cho đội trẻ, tài năng của Pirlo đã được đánh giá rất cao. Anh nhanh chóng được lên chơi ở đội 1 và có màn ra mắt tại Serie A khi chỉ mới 16 tuổi 2 ngày. Mùa giải 1996-97, với một Andrea Pirlo khi đó mới chỉ 17 tuổi trong đội hình, Brescia đã thẳng tiến tới chức vô địch Serie B một cách đầy thuyết phục. Chúng tôi không bao giờ có đủ tiền để mua một cầu thủ ở đẳng cấp như Pirlo, chủ tịch Gino Corioni của Brescia đã phải thốt lên như vậy vào thời điểm đó. Brescia không đủ tiền và họ cũng không đủ tầm cỡ để níu giữ Pirlo. Chỉ sau một năm lên chơi ở Serie A, Brescia đã xuống hạng và Pirlo khi đó trở thành con mồi mà hàng loạt các ông lớn tại đất nước hình chiếc ủng sâu xé. Thế là năm 1998, ở tuổi 19, Pirlo đã gia nhập Inter Milan để được đá cạnh những Ronaldo de Lima, Yuri Jocaev và đặc biệt nhất là thần tượng thời thơ ấu Roberto Baggio. Thời điểm ấy, Inter Milan đang sở hữu rất nhiều hảo thủ trong đội hình. Tất nhiên, thật khó để một cầu thủ trẻ như là Pirlo có thể thể hiện mình. Trong 3 năm thuộc biên chế đội bóng sọc xanh đen, Pirlo chủ yếu ngồi dự bị và được cho mượn ở hai câu lạc bộ khác nhau, trong đó có đội bóng quê nhà Brescia vào tháng 1 năm 2001. Điều trùng hợp là đội bóng cũ của anh khi ấy cũng đã chiêu mộ Baggio hồi đầu mùa giải và chính lần trở về này đã tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chàng trai đến từ Flero. Trong đội hình của Brescia thời điểm đó, huyền thoại Baggio đã được đóng đinh cho vị trí số 10 truyền thống. Mặc dù vậy, huấn luyện viên của Brescia là ông Carlo Marzone vẫn đánh giá rất cao tài năng của Pirlo và muốn trọng dụng anh. Kết quả là chiến lược gia kỳ cựu này đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo, kéo Pirlo chơi lùi xuống chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ, thay vì chơi như một số 10 trước kia. Và đó chính là bước ngoặt lớn thay đổi cả sự nghiệp của Andrea Pirlo và lịch sử bóng đá thế giới. Kết thúc nửa mùa giải cho mượn tại Brescia, Pirlo đã trở lại Milan, nhưng là AC Milan, đội bóng kình địch cùng thành phố của Inter. Vụ chuyển nhượng 16 triệu euro mùa hè năm 2001 đó đã đưa Andrea Pirlo đến với Carlo Ancelotti, vị huấn luyện viên quan trọng nhất trong sự nghiệp của chàng tiền vệ hào hoa này. Những ngày đầu tiên tại San Siro của Pirlo thật sự rất khó khăn. Huấn luyện viên của Milan Carlo Ancelotti không hài lòng về tốc độ của cậu học trò trong khi luyện tập. Khi nào cậu ấy lừa bóng qua tôi trong một trận đấu tập 3 đấu 3 thì mới được đá chính. Nên nhớ là tôi lớn hơn cậu ấy 20 tuổi và trên bảo dưới bắt đầu không nghe rồi. Không đi bóng qua được tôi thì làm sao xung phong trong chiến trận. Chiến lược gia người Italia thách thức. Phải mất nguyên cả một mùa giải, Pirlo mới có thể thuyết phục được ông thầy khó tính của mình. Và từ đó sự nghiệp của cựu tiền vệ sinh tại Brescia bước sang một trang mới. Mùa giải 2002-2003, Andrea Pirlo được bố trí chơi sâu nhất ở hàng tiền vệ kim cương của Carlo Ancelotti với nhiệm vụ tổ chức lối chơi. Với sự bảo kê của đồ tể Gennaro Gattuso bên cạnh, Pirlo đã thoải mái thể hiện những gì tinh túy nhất của mình. Góp công lớn đưa AC Milan giành danh hiệu Champions League mùa giải 2002-2003 và mở ra một trang sử vàng mới của đội bóng nửa đỏ đen thành Milan. Trong thời kỳ hoàng kim tại AC Milan, giữa một tập thể hùng mạnh với lối chơi đầy tốc độ, thì chính Andrea Pirlo là điểm chấm phá độc đáo nhất của Rossoneri, nhẹ nhàng, khoan thai nhưng không kém phần tinh tế và tất nhiên là sự hiệu quả luôn có thừa. Nhìn Pirlo tỏa sáng tại San Siro, chủ tịch của Inter Milan khi đó, Massimo Moratti đã phải thừa nhận. Điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất trong sự nghiệp chính là đã bán Andrea Pirlo. Những năm tháng tại San Siro, Andrea Pirlo đã cho thấy mình là một tiền vệ tổ chức lối chơi hàng đầu thế giới, góp công lớn mang về phòng truyền thống của AC Milan hàng loạt danh hiệu cao quý. Nhưng trong một bản nhạc, có nốt cao thì phải có nốt trầm. Và sự nghiệp của Pirlo tại San Siro cũng đâu chỉ có sự thăng hoa. Và nốt trầm nhất trong bản nhạc của Pirlo không chỉ ở Milan, mà còn ở cả sự nghiệp của anh. Đó chính là tại đêm Istanbul điên rồ năm 2005, nơi mà một Milan hùng mạnh đã gục ngã trước Liverpool dù dẫn trước tới 3 bàn trong hiệp 1. Và trên chấm luân lưu, chính Pirlo là một trong những người đã không thể chiến thắng Jerzy Dudek, để rồi sau đó nhìn Liverpool lên ngôi một cách đầy cay đắng. Nhớ lại điều này, Pirlo chua chát nói: "Tôi đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá sau đêm Istanbul. Khi ấy tôi không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa. Trận chung kết Champions League 2005 thật sự đã bóp nghẹt cảm xúc của tôi." Rất may, Pirlo đã không về quê nuôi cá và trồng cần sa. Anh đã mạnh mẽ đứng dậy để giành lại những gì đã mất. Và chỉ 2 năm sau đó, Pirlo cùng với các đồng đội đã đòi lại cả vốn lẫn lãi trước Liverpool trong trận chung kết Champions League 2007 tại Athens, nơi mà anh đã có một đường kiến tạo tai nạn giúp Filippo Inzaghi mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Rossoneri. Mùa giải 2010-2011, Pirlo cùng với AC Milan giành danh hiệu Serie A lần thứ 18 trong lịch sử và vai trò của cầu thủ mang áo số 21 khi đó chỉ là những ngày tháng trong phòng hồi sức. Mà dù có khỏe mạnh, anh cũng khó có thể góp mặt vào hàng tiền vệ thiên về sức mạnh của Max Allegri. Để rồi một sự chia tay là điều không thể tránh khỏi. Khi AC Milan quyết định không ký tiếp hợp đồng với Pirlo và để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, phó chủ tịch câu lạc bộ thời điểm ấy là Adriano Galliani đã tặng anh một cây viết và dặn rằng chớ dùng nó mà ký với Juventus đấy. Đáp lại, Pirlo đã làm đúng cái điều mà Galliani và các Milanista sợ nhất. Anh không chỉ ký hợp đồng với Juventus mà còn viết tiếp một chương mới huy hoàng trong sự nghiệp. Mùa giải 2011-2012 kết thúc, Juventus vô địch sau khi vượt qua chính đương kim vô địch AC Milan. Trong ngày đăng quang, Pirlo nói với các phóng viên: "Tôi muốn khẳng định với tất cả, tôi vẫn là số 1. Lời nhắn gửi dành cho những người đã không cần anh, đã nghi ngờ anh. Kể từ ngày đăng quang hôm ấy, một thời đại thống trị của Juventus mở ra. Trên hạt nhân Andrea Pirlo, họ bỏ phần còn lại của Serie A phía sau. Còn Pirlo thì có gì? Anh có 4 Scudetto liên tiếp, 4 năm liên tục là cầu thủ xuất sắc nhất nước Ý trong đêm trao giải Oscar del Calcio. Với Andrea Pirlo, Juventus từ một đội bóng đang lao đao sau Calciopoli đã trở lại với vị thế vốn có là chúa tể của Serie A, đồng thời gián tiếp đẩy AC Milan vào một cuộc suy thoái suốt nhiều năm sau đó. Con người thích chinh phục của Pirlo luôn thôi thúc anh làm những điều khó khăn nhất như vậy." Nhưng rồi ở tận cùng của chặng chinh phục ấy, Pirlo lại dính thêm một đòn chí tử, đó là thất bại trong trận chung kết Champions League 2015 trước Barcelona, đội bóng mà anh luôn chọn mỗi khi chơi PlayStation. Vết thương sau mỗi thất bại, với Pirlo, nó cắt sâu hơn dao kiếm. Cảm giác chết ở ngưỡng cửa thiên đường khi trong đầu đã vạch sẵn ra những kế hoạch mừng công, với Pirlo, nó thật khủng khiếp. Và 2 trận chung kết Champions League thất bại là 2 lần Pirlo ngồi lặng im trong phòng thay đồ, có cảm tưởng như hàng thế kỷ đã trôi qua. Vì thế, sau khi thua Barca ở chung kết Champions League 2015, tròn 10 năm sau đêm Istanbul điên rồ, Pirlo đã chịu không nổi. Anh sang Mỹ để chơi nốt những tháng năm cuối cùng trong sự nghiệp, tránh xa báo chí châu Âu, tránh xa những sân cỏ có thể làm anh nhớ lại vết thương cũ, dù cho Juve muốn giữ chân anh thêm một năm nữa. Đến với nước Mỹ trong màu áo của New York City, Pirlo trở thành đồng đội với hai ngôi sao lẫy lừng khác Frank Lampard và David Villa. Tại đây, Pirlo vẫn khiến người ta chết mệt bằng những pha xử lý nhẹ nhàng và tinh tế, những đường chuyền chết người hay những siêu phẩm từ những cú sút phạt không thể lẫn với bất cứ ai. Nhưng không ai có thể chiến thắng được thời gian và Pirlo cũng không phải là ngoại lệ. Đôi chân của người nghệ sĩ ấy rồi cũng tới lúc phải mỏi mệt mà thôi. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, Andrea Pirlo chính thức chia tay bóng đá ở tuổi 38 và để lại cho tất cả biết bao nuối tiếc. Trong vài phút ngắn ngủi cuối cùng trong sự nghiệp, người ta hô vang tên của anh, cảm ơn anh. Và khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu cất lên, anh giơ hai cánh tay chào tất cả, mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Anh ôm những người đồng đội ở đội bóng Mỹ, anh tạm biệt những ngôi sao từng một thời là đối thủ của anh tại châu Âu. Những cảm xúc đã được giấu vào trong đôi mắt lạnh lùng không thể hiện bất cứ điều gì hết, để lại phía sau một sự nghiệp không thiếu vinh quang và trắc trở. Hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao, phần lớn thời gian Andrea Pirlo gắn bó với bóng đá trong nước. Rất hiếm cầu thủ nào có thể thi đấu ở cả ba đội bóng lớn nhất của Serie A là Inter Milan, AC Milan và Juventus. Ở Pirlo toát lên thứ bóng đá nghệ sĩ đích thực và là của hiếm trong thế giới bóng đá ngày càng đặt nặng chiến thuật và ưa chuộng những con người đầy sức mạnh. Gã đầu bạc huyền thoại Marcelo Lippi từng nói rằng Pirlo là người thủ lĩnh thầm lặng, lên tiếng bằng chính đôi chân của mình. Còn Gennaro Gattuso, khi được hỏi có phải anh là người đã góp công lớn giúp Pirlo tỏa sáng tại Milan, đã đáp rằng đừng có nói vớ vẩn thế, đừng có nhầm lẫn giữa cứt và sô-cô-la. Khi nhìn Pirlo thi đấu, tôi chỉ muốn đổi nghề cho rồi. Hắn giúp tôi còn nhiều hơn tôi giúp hắn đấy. Để một huấn luyện viên vĩ đại, một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thập niên 2000 phải ca ngợi hết lời như thế là đủ để biết tài năng của Pirlo xuất chúng đến cỡ nào. Cái cách mà Pirlo xử lý và thực hiện đường chuyền cũng điềm đạm và nhẹ nhàng như tính khí của anh ta. Andrea Pirlo là ly rượu vang hào hạng, chỉ dành cho dân sành và biết thưởng thức cây ngon độc đáo không đại trà. Do đó, với những người thiếu tính kiên nhẫn và cục cằn, xem Andrea Pirlo chơi bóng chỉ làm họ nổi cáu mà thôi. Nhắc đến Pirlo là mọi người sẽ nghĩ ngay đến một tiền vệ tài hoa, chơi bóng bằng tư duy, khoa học nhưng không kém phần lãng mạn. Pirlo giống như một người nghệ sĩ, miệt mài cầm bút sáng tác nên những vần thơ đẹp cho đời. Thực tế, mái tóc dài bồng bềnh của Pirlo cũng đủ cho thấy anh chính là một nhà thơ trên sân cỏ, một nhạc trưởng đúng nghĩa. Pirlo không nhanh, không khỏe, thân hình như thằng nghiện lâu năm. Anh không giỏi đánh đầu, không mạnh trong tác bóng, càng không thể bứt tốc. Nhưng anh sở hữu kỹ thuật hoàn hảo và tâm lý của anh đã vượt xa lên trên tất cả. Ở vị trí của một regista, Pirlo có thể làm bất cứ điều gì với trái bóng. Anh là người có thể điều khiển trận đấu theo ý mình. Anh từng có một câu nói rất nổi tiếng. Đôi chân chỉ là công cụ, bộ não mới là thứ giúp tôi chơi bóng. Câu nói đã phản ánh đầy đủ lối chơi và triết lý bóng đá của anh. Nói không ngoa, Pirlo chính là bộ não vĩ đại của bóng đá thế giới. Với Pirlo, khái niệm áp lực là thứ không tồn tại. Tôi không thấy áp lực gì cả. Tôi không hề quan tâm đến nó. Tôi dành cả buổi chiều ngày Chủ nhật tại Berlin để ngủ và chơi PlayStation. Đến tối tôi ra sân và giành chức vô địch World Cup. Pirlo nói về khoảng thời gian trước trận chung kết World Cup 2006. Anh chỉ cần xách giày ra sân, giành cúp vàng cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thứ bóng đá mà Andrea Pirlo trình diễn như chính con người của anh vậy. Không khoa trương hay là ồn ào, chỉ âm thầm làm tốt nhiệm vụ của mình một cách nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng khiến cho bất cứ ai cũng phải thừa nhận. Từ xưa đến nay, khi nhắc đến bóng đá Italia, người ta sẽ nghĩ ngay đến những hậu vệ lừng danh như Franco Baresi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro hay Alessandro Nesta. Những cái tên đã đi vào huyền thoại và góp phần làm nên tên tuổi của nghệ thuật phòng ngự Catenaccio trứ danh, đã mang về biết bao vinh quang cho đất nước hình chiếc ủng. Thế nhưng, mọc trên những khối bê tông khô khan, đứng trước khung thành, vẫn có một bông hoa nở rộ mang tên Andrea Pirlo, một nghệ sĩ sân cỏ với chất lãng tử, người giúp cho những trận đấu của đội tuyển Italia có hồn hơn và là người lưu giữ những tinh hoa của bóng đá thế giới.